Dạ. Anh hôm nay ngày họp mặt nhà của chú Hai và cho phép Thanh Châu sẽ gửi qua hai cái dụng cụ bài ca được mang tên Xuân Đắc Khách. Xin được gửi đến một bài tân cổ du duy được mang tên Thương Quá Việt Nam. Anh nghe gì không hỡi anh, cô chim nó chán đầu hè. Anh thấy gì không hỡi anh, con chim nó trên cành tre. Hôm đi kia
đồng xóm nhỏ. Tiếng hót đôi chim như đón chào người trở lại hay băng tình ca giấy gọi. Chưa có hai, cường nó hơi dữ luôn ha.